Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Đan ơi, chào tất cả các bạn đi Đan ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Đấy, hôm nay mình với cả bạn Đan Đan sẽ tiếp tục là đi săn tìm khủng long các bạn ạ. Đấy thì hôm nay sẽ đi lên trên đồi để tìm khủng long nha các bạn nha. Đi tìm khủng long cũng như là đi tìm các con vật xem là hôm nay sẽ tìm thấy những cái loại động vật gì nhá mọi người nhá. Ôi bà ơi, con thấy ở kia có một con khủng long đuổi một con tê giác kìa. Ui đúng rồi, một con khủng long đang đuổi con tê giác kìa. Ui sắp đuổi đâu rồi. Giờ chúng ta tiếp tục đi nào. Đấy, ở bên này có một cái rừng cây trúc này. Khủng long thì nó thường hay ở trên tít đỉnh núi trên kia cơ. Hiện tại thì mình với cả bạn Đan Đan là đang ở trên đồi. Lát nữa sẽ lên trên kia. Trên đấy mới có nhiều khủng long các bạn ạ. Ở đây có cây quýt này. À đâu, đây không phải quýt các bạn ạ. Cái này là cây chanh. Giống quả quýt, giống, rất là giống quả quýt nhé các bạn nhé. Đấy. Ui bạn Đan đi lên tít trên kia rồi. Nào đi nào. Khi nào thấy khủng long thì bảo bố nhá, Đan nhá. Ui bạn Đan ơi, bên này có khủng long gì đây này? Đây, nó ở đằng sau cái cây mận đây này. Chẳng biết là khủng long gì nhỉ? Con này là khủng long ba sừng các bạn ạ. Ấy, úi dồi ôi. Một con khủng long ba sừng. Rồi, tiếp tục đi. Đây bọn mình đang leo đồi các bạn ạ. Đấy, bạn Đan đi rất là giỏi các bạn ạ. Cái chỗ này thành bậc cao như này bạn ấy vẫn đi được bình thường nhé các bạn nhé. Ui Đan ơi, bên này có con khủng long gì này. Ui, cái này là khủng long cổ dài các bạn ạ. Bạn này ăn cỏ này. Ui các bạn ơi, dưới này thì là khu xóm mình nhá, khu nhà mình ở gần đây nhá các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Bên trên kia thì có mây xong rồi có núi. Đấy, núi nó cao hơn cả mây luôn các bạn ạ. Ui các bạn ơi, đằng trước mình đây có một cái con khủng long bay các bạn ạ. Ui nó đang bay qua này. Mấy con liền ấy. 1, 2, 3 ấy, 4. 4 con các bạn ạ. Ui 5 con. 5 con nha các bạn nhá. Nào mình lại tiếp tục đi lên trên đồi nào. Ở trong kia có một cái cây mận kìa. Hoa ra trắng xóa rồi các bạn ạ. Để mình đi vào trong đấy cho các bạn xem nhá. Này. Hoa nó trắng như kiểu là tuyết luôn các bạn ạ. Đấy. Đấy. Cái này là hoa mận các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn ơi, ở đây có cái cây thông này nó gai nó. Mình mà chạm vào cái thông này thì gai nó chọc rất là đau luôn các bạn ạ. Đấy. Đây. Toàn gai nhọn thôi. không dám đi qua à? Ui đây này, chỗ này là có gai, bạn Đan không dám bước qua này. Ui các bạn ơi, ở đây có con khủng long gì đây? À cái con này là cái con khủng long ở mấy tập trước cũng có gặp rồi. Loại này là cũng là khủng long ăn thịt các bạn ạ. Con này cũng khá là hiền đấy, nó đang nhìn đấy, nó đang nhìn mình đấy. Ta lại đi chỗ khác khám phá khủng long tiếp đây. Ui các bạn ơi, ở đây có mấy con heo, mấy con lợn này. Ui, không lo ăn cỏ đi mà toàn lo chạy bộ đấy này. Ui còn đá này. Đã, à cái này chắc đang luyện võ các bạn ạ. Bạn Đan không lên được đây này các bạn ơi. Không lên được đây à? Có gai à? Nào về đây nào. Nào về đây bố, kéo lên nào. Đây để bây giờ là mình sẽ hỗ trợ kéo bạn Đan lên nhá. Chỗ này nó dốc cao quá ấy. Đưa tay đây nào. Ây dồ. Ui
Đây có một cái khu rừng thông luôn. Đấy. Ui các bạn ơi, ở đây tiếp tục lại có thêm một cái con khủng long cổ dài này các bạn này. Nó đang gặm cỏ này. Ôi hình như là nó nhìn thấy mình rồi các bạn ạ. À nó nhìn thấy rồi này. Ăn cỏ tiếp đi. Bây giờ mình và các bạn và bạn Đan sẽ tiếp tục lại đi lên bên trên này nhá các bạn nhá. Đấy, cái chỗ ngay đằng trước này rộng rộng này chắc là bên trong là có khủng long nhiều đấy. Đây bạn Đan đang đi ra đây này. Đây các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều những cái cây dương xỉ này các bạn này. Này bên này nữa này. Đấy. Rất là nhiều, nhìn rất là đẹp luôn. Đây này. Đấy, cái này này, này. Nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Cái này là cây dương xỉ nhá Đan nhá. Đấy. Cây dương xỉ. Hái xem nào. Đây đừng có lái cho, hái cho. Đấy. Hả? Y hệt lông gà. Ừ. Đan ơi, kia con gì kìa? Đấy. Ui, không biết là con quái vật gì nhỉ? Sao nó lại nằm đấy nhỉ? Ui, nó đứng dậy kìa. Ui, nhìn ghê thế. Ghê quá các bạn. Con biết con quái vật búp bê xanh không? Húc ghi, húc ghi ấy. Đấy, con đấy không biết là ở trên này có không nhỉ? Hay là bây giờ mình thử đi tìm xem là xem có cái con húc ghi không nhá. Đi lên trong này chắc là trong này có đấy, bởi vì là cái con này nó hay ở trong rừng ấy. Hay trong mấy cái chỗ gốc cây này. Nghi lắm các bạn ạ. Không biết bạn Đan đang nghịch cái trò gì. Ui trong này rậm quá các bạn ạ, chắc là mình không dám vào trong đấy đâu. Nhìn ghê quá. Nơi này ở trong đây cũng toàn là cây thông luôn các bạn ạ. Chỗ này rất là hoang, rất là kiểu như là hẻo lánh ấy. Đấy. Toàn thông là thông thôi các bạn ạ. Rất là cao. Ui các bạn ơi, ở đây có 4 con quái vật búp bê xanh này. Ui tận 4 con luôn. Sợ thế nhở. Bên đang ngó nghiêng cái gì kìa. Con này là con húc ghi nhá mọi người nhá. Đấy. Đố Đan biết cái con này là con gì. Đấy, đây này. Con này là con sâu. Sâu ăn lá. Đấy. Nó đang ngủ hay sao ấy. Đây. À, con sâu gì mà tím đấy. Con sâu gì mà màu tím đấy. Sâu này, con này là nó ăn lá. Nào đừng sờ vào nó nhá, nó con này là sờ vào lông nó là rụng ra vào vào người là bị ngứa tay, ngứa chân, ngứa cả người luôn đấy. Ui các bạn ơi, ở đây có thêm một cái con khủng long cổ dài này. Ui nó đứng luôn bằng hai chân để mà nó gặm cái lá cây ở trên cao đây. Ui giật một phát. Ui nó đứng lên để gặm cỏ trên cao luôn các bạn ạ. Hay thật. Ui ở đây có hai con khủng long vạn chúa này các bạn này, một con thì là toàn xương còn một con thì ui một con kia thì nhìn rất hung dữ các bạn ạ. Ui nó gầm kìa, hai con nào cũng đều gầm. Ui sao lại ở đây có lốp xe này. Thôi có lẽ là bọn mình sẽ kết thúc cái video của bọn mình tại đây thôi. Hôm nay là đi xem khủng long, được rất là nhiều loại khủng long và rất là nhiều loại động vật các bạn ạ. Đấy, nếu mà các bạn mà thấy video của bọn mình mà thú vị thì hãy nhớ tặng cho mình một like, chia sẻ cũng như là ấn đăng ký kênh Đan Đan TV để luôn luôn ủng hộ những cái chuyến đi, những cái chuyến khám phá của bọn mình nhé. Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Đan Đan chào mọi người đi. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Okay.